tỏa sáng tại Inter Miami, Messi cho thấy khát khao chơi bóng mãnh liệt ở tuổi 36. Sự xuất hiện của Lionel Messi đã giúp câu lạc bộ Inter Miami lột xác. Hồi tháng 6, người hâm mộ bất ngờ khi Lionel Messi xác nhận sẽ gia nhập Inter Miami. Một số cho rằng siêu sao 36 tuổi muốn tìm một bến đỗ để nghỉ ngơi cho chặng cuối của sự nghiệp. Còn một số thì hoài nghi về lựa chọn này và cho rằng Inter Miami là điểm đến không phù hợp. Ký giả Philippe Cardenas đến từ tờ The Athletic cũng có chung suy nghĩ này. Tôi không chắc Messi sẽ cảm thấy hài lòng với chất lượng chơi bóng tại đó. Đơn giản thôi, Messi đã quen với bóng đá đỉnh cao, những trận đấu lớn. Đồng đội của Messi đều là các cầu thủ hay bậc nhất thế giới. Tôi không biết Messi có thực sự hết mình với giải đấu như quãng thời gian chơi bóng ở châu Âu không, Cardenas nhận định. Cuối năm ngoái, Messi đã giành được danh hiệu mà anh theo đuổi trong suốt cả sự nghiệp, chức vô địch World Cup. Hè 2021, Messi cùng các đồng đội cũng lên ngôi tại Copa America. Từng bị gắn mắt vô duyên ở cấp độ tuyển quốc gia, nhưng với hai chiếc cúp trên, Messi đã hoàn tất bộ sưu tập của mình. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể quên kỷ lục 7 quả bóng vàng của Messi, có thể tăng lên thành 8 sau lễ trao giải ngày 30 tháng 10. Chứng kiến bảng thành tích lẫy lừng Messi sở hữu, nhiều người dễ dàng nghi ngại về động lực của siêu sao người Argentina trong màu áo Inter Miami. Trước thắc mắc này, Messi đơn giản trả lời bằng màn trình diễn trên sân. 11 trận đã qua cho Inter Miami là 11 màn so tài Messi đã cống hiến tất cả những gì có thể. Anh ghi bàn, anh kiến tạo, anh giúp các đồng đội tốt lên, anh sẵn sàng chơi trên mặt cỏ nhân tạo. Messi chúng ta được thấy ở Mỹ vẫn là một Messi đầy mê hoặc ngày nào. Khát khao thể hiện được Messi chia sẻ trong buổi họp báo ngày 17 tháng 8. Tôi đến đây để chơi bóng, để tận hưởng bóng đá, môn thể thao mà tôi đam mê. Khi đến Inter Miami, tôi cảm thấy rất hào hứng và có động lực để giành được kết quả tốt, Messi chia sẻ. Inter Miami lập tức lột xác kể từ khi Messi xuất hiện, từ đội bóng với 11 trận, không thắng trở thành một câu lạc bộ bất bại trong 11 trận. Bên cạnh đó, Inter Miami cũng lên ngôi ở League Cup, danh hiệu đầu tiên trong lịch sử. Cậu ấy vẫn như xưa, Jordi Alba, người từng chơi cạnh Messi ở Barca và giờ là đồng đội ở Miami, chia sẻ. Cậu ấy là một cầu thủ nghiêm túc, cậu ấy muốn chiến thắng, nỗ lực trong từng buổi tập, từng trận đấu. Đúng là Messi vừa vô địch World Cup nhưng điều đó không làm cậu ấy thay đổi. Messi say mê với việc chơi bóng nhưng đồng thời anh cũng hiểu áp lực mà một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phải chịu. Áp lực đó không hề nhỏ cho dù hiện tại Messi không còn chơi bóng ở giải đấu hàng đầu thế giới. Mỗi trận đấu của Messi, khán đài đều chật kín. Người hâm mộ bất chấp mức giá vé cao kỷ lục để vào sân. Messi biết bản thân cần phải cống hiến 100% sức lực để đáp lại tình cảm đó. Cho đến lúc này, cầu thủ người Argentina đã làm hài lòng cả những người hâm mộ khó tính nhất. Tháng 8 vừa qua, Messi chơi tổng cộng 690 phút, biến đây trở thành tháng đấu ra sân nhiều nhất của siêu sao người Argentina trong hơn 2 năm qua. Ngày 4 tháng 9, Messi vẫn chơi trọn vẹn 90 phút trước New York RB dù ngay sau đó phải lên máy bay về hội quân cùng tuyển quốc gia. Ở màn so tài với Ecuador hôm 8 tháng 9, Messi đã phải xin rời sân ở phút 89 vì cảm thấy mệt. Đó là hệ quả của việc thi đấu không ngừng nghỉ của Messi trong hơn 50 ngày qua. Bất chấp có dấu hiệu quá tải nhưng không bất ngờ nếu Messi vẫn ra sân cho Inter Miami vào cuối tuần này. Đội bóng đang trong cuộc đua giành vé dự playoff của giải nhà nghề Mỹ và cần Messi. Siêu sao người Argentina tất nhiên sẵn lòng giúp đỡ. Tôi thích chơi bóng, tôi thích cảm giác được ra sân và di chuyển cùng trái bóng, tranh tài cùng đối thủ. Tôi không biết mình còn chơi bóng được bao lâu nhưng tôi sẽ cố gắng cho đến khi nào cảm thấy bản thân không còn phù hợp. Hiện tại, điều quan trọng là tôi hài lòng với những gì đang có. Tôi muốn tận hưởng hết mình bởi bạn biết đấy, chúng ta không thể quay ngược thời gian. Tôi không muốn bản thân hối tiếc điều gì, Messi chia sẻ cách đây chưa lâu. Sự nghiệp viên mãn không khiến Messi mất đi niềm đam mê với trái bóng. Thay vào đó, điều này thúc đẩy Messi thử thách bản thân ở một môi trường hoàn toàn mới. Và anh đã tỏa sáng rực rỡ.